Tiên làm bánh kem bằng KitKat ổn áp ra phết các bạn ạ. Không biết ở đây có ai gặp tình cảnh như mình không? Câu chuyện thưởng Tết quà Tết năm nay thực sự là rất đau đầu. Một năm kinh tế quá là buồn nên rất nhiều doanh nghiệp trẻ như mình gần như chẳng có doanh thu lợi nhuận gì để mà thưởng Tết tháng 13, 14 gì cả. Đã thế là còn chuẩn bị sinh nhật vợ. Chả biết nên mua gì vì nói thật là mình cũng khá khô khan trong cái chuyện tặng quà này. Hay là tiện có bánh KitKat ở đây thì làm thử cái bánh kem xem nào. Vừa thiết thực lại vừa ngọt ngào như cái tấm lòng của mình chắc cũng ổn đấy nhỉ. Hộp quà Tết KitKat này sẽ gồm nguyên một combo KitKat đủ vị truyền thống này, Milo, matcha, bao bì đóng gói thì khá là đẹp mắt, rất thích hợp để làm quà biếu tặng hoặc là decor cho giỏ quà Tết đấy nhá. KitKat truyền thống là cứ phải bè dọc tách thanh rồi. Ui dồi ôi, bánh có lớp sô-cô-la mịn, giòn xốp, ăn rất là thích. Để mà nói về độ ngọt thì chắc có lẽ là mình ưng các sản phẩm từ KitKat nhất. Không hề bị kiểu ngọt sắc khé cả họng như các loại khác đâu. Gói KitKat Chunky này thì là như kiểu phiên bản đồ sộ hơn của KitKat Original. Thanh to hơn, nhiều lớp hơn nên ăn giòn hơn nhiều đấy. Quả hộp Milo này thì bên trong có mấy loại liền cơ. Choco bar này, nugget rồi là cả breakfast cereal bar nữa. Khoái nhất thì là cái nugget này này. Thỉnh thoảng vẫn hay mua về mấy ba con ăn chung vì nó giòn xốp ăn khá vui miệng. Nói chung thì combo Milo này thơm vị Milo đặc trưng, ăn rất dễ gây nghiện cho dù bạn 3 tuổi hay là 30 tuổi. KitKat trà xanh này thì có hương vị đậm trà xanh và đã được cả thế giới công nhận rồi. Mà đợt này lại còn đang siêu hot trên mạng xã hội nữa chứ. Giờ mình sẽ bắt tay vào làm một loại bánh mới học được trên mạng. Đầu tiên là các bạn xếp các thanh KitKat đứng lên, xay vụn một loại bánh bất kỳ. Sau đấy là đổ vào trong khuôn rồi dàn đều và ấn mạnh xuống một chút cho nó chắc. Tiếp đến là làm phần kem này, dùng heavy cream phối với cả siro chocolate rồi trộn đều. Khi mà nó đều rồi thì mình cho thêm hỗn hợp nước gelatin để tạo đông, whipping cream cho thêm một chút đường tùy khẩu vị rồi đánh bông lên cho tới khi kem có chóp đặc lại như thế này là được nhá. Trộn cả hai thằng với nhau rồi đổ vào khuôn, mang để tủ lạnh thật lạnh khoảng 3 tiếng. Sau 3 tiếng thì đây là kết quả, khá giống với cái bánh mousse đúng không các bạn? Ăn nó mát, mịn, mướt mồm cực kỳ luôn. Bạn nào mà thích ngọt thì nên thử cách làm này xem nhé. KitKat thì đã quá nổi tiếng và vị thì ngon rồi mà lại còn cực kỳ dễ kiếm, dễ mua. Siêu thị hay cửa hàng tiện lợi đều có hết. Các bạn có thể mua ở đó để làm quà Tết hoặc là sáng tạo làm các kiểu bánh mới lạ để ăn như clip như này cũng được. Tết nhất đến nơi rồi, sắm Tết sớm thôi.